Xin chào 500 anh chị em đến với Cà phê Sáng tạo. Google đã cho phép chạy ads rộng rãi ở trên Shorts. Suốt một năm vừa qua, họ đã dè dặt rải rác thử nghiệm quảng cáo ở trên tab Shorts này. Và đến bây giờ thì họ đã đủ bình tĩnh, tự tin để triển khai rộng rãi ở trên toàn thế giới. Khi các nhãn hàng tạo ra chiến dịch quảng cáo video, thì YouTube sẽ tự động bổ sung phân phối ở trên tab Shorts và giúp cho chiến dịch của các nhãn hàng tiếp cận với tệp khán giả mới này. Hiện tại thì chỉ một số lượng rất nhỏ các nhà sáng tạo video ngắn tiếp cận được với quỹ Shorts, và trong số những người tiếp cận được thì số tiền nhận được cũng rất là bánh bèo con nhà nghèo. Cho nên là cái việc triển khai quảng cáo rộng rãi này sẽ là bước đệm rất cần thiết để Google thiết kế lại chương trình phân chia doanh thu cho nhà sáng tạo video ngắn. Bạn Nguyễn Thế Anh đưa tin nhân dịp một sự kiện của TikTok ở Hà Nội thì một số anh chị em của Việt Creators đã có dịp gặp gỡ với nhau ở ngoài đời thực. Nhìn bức hình mà Thế Anh khoe, chúng ta thấy những gương mặt thân quen như anh Thuần Bùi này, như anh Tuấn Dương của Sài Gòn Ngày Nay, có Đồng Văn Hùng của Ẩm Thực Mẹ Làm, Thế Anh của Ocean Vlog và có cả hai quản trị viên của Việt Creators là Lãng Tử Phiêu Bạt và Hà Xuân Quý. Mình rất vui vì anh chị em Việt Creators có những dịp gặp gỡ với nhau ở ngoài đời thực như thế này. Chúng ta có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Đồng thời nếu có cơ hội kinh doanh gì thì chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau để hợp tác, cùng phát triển. Điều đáng tiếc duy nhất là trong cái bức hình này không có mặt của mình. Nhưng mà hy vọng rằng là với tình hình Covid hiện tại đã có vẻ tạm yên thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một ngày không xa. Bạn Quang Châu đưa tin vào cuối tháng 5 vừa qua, kênh Pháp TV đã bị hack. Hacker đã chiếm quyền kiểm soát của kênh và phát luồng trực tiếp về crypto. Mùa hè đến rồi, trời hanh vật khô, cho nên anh chị em hãy cẩn thận đề phòng củi lửa, tăng cường công tác bảo mật cho kênh của mình. Một cái kênh nút kim cương như Pháp TV, kinh nghiệm trận mạc dày dặn mà vẫn không thoát khỏi cái bẫy thập diện mai phục của bọn hacker. Tuy nhiên khi sự cố xảy ra thì bên phía Pháp TV tỏ ra khá là bình tĩnh, thậm chí là trên fanpage của họ, họ còn biến cái sự cố này thành một cái content ngắn, vui vui và nhận được sự tương tác rất là tốt từ phía fan hâm mộ. Chuyện là sao? Thì em vô mấy cái web không biết sao nó bị virus chứ em nó... Cứ vô web cái gì? Muốn coi phim thì mở điện thoại lên coi mắt mới, lấy cái máy dựng rồi mở phim tầm 7 tầm 8 coi. Chút rồi không bao giờ làm đâu gì nữa. Cái lớn cái nhỏ gì dẹp hết đi. Qua sự kiện này anh chị em chúng ta hãy cũng học hỏi cái cách xử lý của Pháp TV rất là thông minh và khéo léo khi sự cố, khi khủng hoảng xảy ra. Ngoài việc hack tài khoản YouTube thì cái hiện tượng hack Facebook cũng diễn ra rất là nóng bỏng. Chỉ trong một vài ngày thôi đã có tới hai bạn đưa tin về việc bị lừa đảo chiếm đoạt page. Điều đáng nói là cả hai vụ việc này đều chung một thủ đoạn và cùng một đối tượng lừa đảo. Chiêu bài mà bên lừa đảo sử dụng là đưa ra lời đề nghị hợp tác cực kỳ hấp dẫn với số tiền lên tới 7.000 đô la một tuần. Tuy nhiên nếu mà bạn đồng ý và thực hiện theo các bước mà bên đó hướng dẫn thì cái điều mình đang làm thực sự là mình đang giao cái page của mình, xác nhận đồng ý rằng cái page đó là tài sản thuộc sở hữu BM của cái bên lừa đảo. Cho nên là sau khi thực hiện xong thì thay vì nhận được 7.000 đô một tuần thì mình lại giao nộp cái trang của mình cho họ với giá 0 đồng. Sau khi chiếm quyền sở hữu của trang thì họ sẽ đá quyền quản trị của mình ra. Liên quan đến Facebook thì cũng có một tin vui là hiện nay mình thấy tình hình kiếm tiền ở trên Facebook đang tương đối ổn định. Rất nhiều anh chị em đang làm việc với mình để kiếm tiền ở trên các trang đã đủ điều kiện. Có rất ít những cái lỗi linh tinh lẻ tẻ như trước đây chúng ta vẫn thường gặp. Nếu trang của anh chị em hiện thông báo đủ điều kiện bật quảng cáo trong luồng thì anh chị em có thể liên hệ với mình để được sử dụng banh thuế xịn của Canada. Thông tin đăng ký mình để ở trong phần mô tả. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.